Đêm ngày 12 tháng 10, một ngôi nhà cao tầng trên đường Nguyễn Khoái, Hà Nội bị cháy. Lúc này có 5 người mắc kẹt bên trong. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận tin báo cháy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuất 4 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Lúc này, trong nhà có 5 người, 4 người đã tự thoát ra ngoài an toàn, còn một người mắc kẹt trên tầng 4. Lực lượng chức năng cũng đã cứu được người này và đưa ra ngoài. Sau khoảng 20 phút, vụ cháy được dập tắt. Theo cơ quan công an, ngôi nhà rộng 30m², có 4 tầng, 1 lửng, 1 tum, diện tích cháy khoảng 60m², gồm toàn bộ tầng 1 và tầng lửng.